nay, huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã có hai xã Long Sơn và Thanh An cán đích nông thôn mới. Đó là nhờ sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động của cựu chiến binh. Trên diện tích đất sản xuất gần 500m² do cựu chiến binh Đinh Liêu Hiến, nay đã được xây dựng nhà văn hóa khang trang vững chãi. Sau khi sáp nhập từ ba thôn, người dân thôn An Thanh, xã Thanh An gặp khó khăn trong việc sinh hoạt, hội họp bởi nhà văn hóa thôn đã cũ kỹ, chật hẹp. Nhận thấy khó khăn chung của bà con, cựu chiến binh Đinh Liêu đã tự nguyện hiến đất và chặt phá hàng trăm cây chè, cây cau, cây keo để nhà nước xây dựng nhà văn hóa. Nay nhà văn hóa khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, bà con ai nấy đều phấn khởi. Tôi là hội cựu chiến binh, vừa là đoàn viên, thấy dân rất là đáng khó khăn. Bây giờ tôi mà hiền cái đất đây này, bây giờ có cái nhà văn hóa này, bản thân tôi cũng là mừng hiền cái đất và nhân dân cũng mừng. Con đường dân sinh này trước kia chật hẹp lầy lội vào mùa mưa, nay đã được bê tông cứng hóa sạch đẹp. Đó là nhờ sự chung tay đóng góp không nhỏ của hội viên cựu chiến binh thôn Đồng Vang, xã Thanh An. Thông qua việc tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh đã tự nguyện hiến đất, chặt phá cây hoa màu để xây dựng các công trình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nơi đây. Tôi hiến đất này, nhìn nước đua tiền được không lấy. Để là nông dân khác là nói theo tôi là đây là xuống cho bà con ở đây vận chuyển rơm rạ lúa gạo trâu bò con người đi lại là rất sướng. Trong 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh huyện Minh Long đã đóng góp trên 380 triệu đồng, hơn 670 ngày công lao động, hiến trên 2.500m² đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn và xây dựng các công trình dân sinh. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh Minh Long luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng khu dân cư phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chúng tôi phải tiếp tục vận động anh em hội viên thực hiện tốt cái việc mà coi như là quyên góp, tức là coi như là cây cối hiến đất góp phần vào cái việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả, Hội cựu chiến binh Minh Long đã góp phần cùng nhân dân, chính quyền địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tỏa sáng phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.